Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi bắt đầu câu chuyện, thì Bảo xin thông báo lại hôm nay là ngày thứ 9. Chúng ta góp phần quà cho bà con nghèo trong dịp Tết. Mọi người ai có lòng hảo tâm hãy liên hệ qua Zalo của Bảo với số Zalo là 035 34 34 368. Rồi thì đó là thông báo. Trong 9 ngày nay các bạn thì cũng đã được một số rồi. Nói chung là còn thiếu khoảng vài chục phần. Rồi. Thì trong buổi tối cái chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của cô Hai Như. Cô Hai Như chia sẻ câu chuyện này là chính bản thân cô và mẹ của cô chứng kiến luôn. Một câu chuyện rất là ghê. Thì câu chuyện này á, năm nay cô Hai Như đã được 62 tuổi rồi. Và cô chia sẻ câu chuyện này lúc đó cô chỉ có được 21 tuổi thôi, tức là khoảng 41 năm trước. Thì câu chuyện này nó như thế này các bạn. Thì cô Hai Như á, thời điểm mà đó là cô 21 tuổi chứ cô chưa có chồng. Chỉ là chuẩn bị có chồng thôi. Giống như là cũng có bên đánh tiếng để tới dạm hỏi rồi. Chuẩn bị đáp lời người ta thì chưa kịp đáp lời. Thì bà Năm là mẹ ruột của cô Hai mới chở bệnh. Thì bệnh của bà là bệnh người lớn, lớn tuổi này nọ đó, rồi bệnh này bệnh kia, với hồi đó bà có cái căn bệnh ở trong người rồi. Kêu bằng thuốc thang rồi chỉ tùm lum hết trơn, cũng là chỉ tạm thôi. Thì sau này là bắt đầu nó phát lên nữa. Năm đó thì bà Năm cũng lớn tuổi rồi các bạn. Bà Năm năm đó là 54-55 tuổi rồi. Thì cô Hai Như á, là con mà kiểu là nhà cũng như là hồi đó bà Năm bà có chồng trễ đó. Rồi sinh ra chỉ có hai người con thôi, gồm cô Hai Như và ông chú Út. Mà ông chú Út á, thì ổng bị cái kiểu giống như là một cái chân á, thì bình thường, còn một cái chân còn lại là nó nhỏ. Rồi ổng ốm yếu lắm. Nói chung là chú Út thì không có màng mụn gì để phụ được. Con cái thì về cái kinh tế gia đình lúc đó thì nó cũng ổn, không có vấn đề gì cả. Thì đến khi mà bà Năm ở bệnh đó, thì nói chung cũng đưa lên trên Sài, hồi đó nó kêu Sài Thành, Sài Gòn. Thì lên trên đó nó cũng chị, mà nói chung là về bên thuốc Tây Y đó, là kiểu như là người ta chị không hết, chỉ là cầm cự thôi. Rồi bà chở chuyến này lên nó hơi nặng, đưa lên trên nhà thương rồi cái đi về. Đi về người ta nói là họ không có trị được cái căn bệnh của bà, chỉ là đưa thuốc về để uống, đi giống như là sống được ngày nào hay ngày nấy vậy đó. Thì về cái ông Năm với lại cô Hai Như đồ lo lắm, buồn lắm. Thì lúc đó nó có một cái người bà con xa mới đi lại, thì thăm sẵn dịp đó là thăm bệnh của bà, thì thấy bà có căn bệnh đó, thì cái người bà con này mới giới thiệu cho một chỗ này là hốt thuốc Nam chứ không phải là thuốc Tây. Thì thuốc Nam nó có những cái, đến thời điểm bây giờ mình nó cũng vậy các bạn, có những căn bệnh mà tự nhiên uống thuốc Nam vô từ từ nó lại hết, nhưng mà giống như cơ địa mỗi người mỗi khác vậy đó. Thì cái người bà con nói ông thầy đó hay lắm, thì phải lên trên đó rồi để ông bắt mạch, rồi ông cho thuốc đem về nấu uống này nọ. Thấy cũng bây giờ thuốc Tây y chị không được rồi, còn nước còn tát, cho nên là cô Hai Như á, mới quyết định đi đến cái chỗ đó. Thì khi mà đi như vậy là ông Năm phải ở nhà một mình. Cô Như đưa bà Năm, thì lúc đó bà Năm vẫn còn đi đứng được nha. Rồi mới kêu thêm một cái người em bà con. Thì cái cô này tên là cô Bích đó. Thì hai chị em mới cùng với lại bà Năm
đi lên chỗ cái ông thầy đó để mà bắt mạch hút thuốc. Thì nó khá là xa, từ nhà mà lên tới trên đó là tính khoảng cách cây số đó thì nó cũng khoảng gần 300 cây số. À, mới lên tới cái chỗ đó, thì lên tới cái chỗ này mới phát hiện ra là cái ông thầy này nhiều người người ta tới hút thuốc lắm, đông lắm. Và xui một cái là nó như thế này, cái lúc mà lên á thì ông thầy này ổng ai rước ổng đi giống như là cái bệnh nhân người ta ở xa và nằm bệnh trên giường này nọ chứ không có đi đứng được, thành thử ra là không có đưa được tới chỗ của ổng. Mà ông này thì phàn ổng hút thuốc ông làm phước cho nên là xa xa nhưng mà ổng vẫn đi. Cái đi lên tới á thì người ta mới cho hay là ông thầy thuốc đó đó ổng đi rồi, và gia đình mới nói là khoảng chừng 3 đến 4 ngày thì ông mới về. Mà đường xá thì nó quá xa đi, không lẽ bây giờ đưa bà Năm về, ví dụ như mình mạnh khỏe thì mình về 3 4 ngày sau mình lên lại. Còn này bà Năm bấm mệt mới đi tới đây rồi là giống như là đã mệt lắm rồi. Thì cô Hai Như á, mới quyết định là đi gần gần coi có tìm được cái chỗ nào mà người ta có cái nhà trọ để mình trọ lại hay không. Thì lúc đó đó cái con người người ta chỉ, người ta nói là ở gần đây không có nhà trọ, chỉ có duy nhất cái nhà trọ của một cái ông này người ta kêu là ông Tiến. Thì cái ông mà ông Tiến đó đó, ông không phải là chủ trương ban đầu ông mở ra cái nhà trọ, mà khi đó đó đất của ông thì nó rộng rồi, ông cất cái nhà nó cũng lớn. Thì ông thầy thuốc này nè, ông mới hút thuốc khoảng chừng 2 năm mấy nay thôi, mà kiểu như ông mát tay rồi, thuốc nam mà có người chịu thì uống sẽ hết đó, cho nên là 1 đồng 10, 10 đồng 100 kiểu vậy đó. Cái người ta mới tới lui hút thuốc nhiều, có khi có ngày là nó đông lắm. À, thì người ta chờ không kịp, giống như là vừa hốt mà ông vừa làm phước đó, cho nên là đông người kéo tới lắm. Thì như vậy cái ông mới thấy vậy, ông mới mở cái nhà, ông cắt theo kiểu là cũng nhà lá thôi, mà ông cắt dài dài ra như nè, để ông làm thành cái nhà trọ. Có nghĩa là từ ban đầu không có ý định làm nhà trọ, chỉ sau đó thấy nhà mình rộng rồi mở ra để cho mà làm nhà trọ cho người ta tới, giống như ta ngửi dài 3 tiếng hay này nọ rồi, hay hoặc là có người ngửi qua đêm gì đó thì cũng được. Giống như là người ta bệnh hoạn mà các bạn đi chỉ có một cái là tới mà có chỗ ăn nghỉ là người ta mừng rồi, bởi vì cái nhà ông thầy thuốc nó nhỏ mà người tới thì đông đó. Thì cuối cùng cái người ta mới chỉ cái ông Tiến đó. Nhưng mà cái lúc chỉ đó thì cái người này có nói á, thì chị ở đó là ông có cắt là 2 cái dãy nhà, cái dãy bên phải là 4 cái nhà, cái dãy bên trái là 3 cái nhà. Thì chị có ở đó thì chị ở cái dãy bên phải, chứ chị đừng có ở cái dãy bên trái. Cái dãy bên trái nó cách cái dãy bên phải một cái sân đón chừng khoảng 10 mấy 20 thước đó. Thì cô Như có nghe vậy thì cô nhớ vậy thôi, người ta chỉ mình thì thấy mẹ mình cũng mệt quá rồi, cổ mới đi lại đó. Thì từ cái chỗ nhà ông thầy thuốc lợi tới cái chỗ ông Tiến này nè, cái nhà trọ của ông Tiến này nè, thì chỉ cách khoảng chừng là 300 thước thôi. Con cái thì ở đây người bà con người ta ở cũng vắng lắm, nhà cửa ít lắm. Thì mới đi tới rồi mới hỏi ổng là cái nhà để trọ. Thì ông Tiến này lúc đó người ta ở cũng đông các bạn, giống như cũng có những người rồi người ta ở lại theo kiểu là bây giờ tôi ở lại, ông thầy ông dặn là cỡ mấy ngày sau, hai ngày sau rồi lợi cho ông bốc thuốc, ông bắt mạch, ông kiểm tra lại. Nhà mà tôi xa nên tôi không có về. Rồi cũng có người đi tới giống như kiểu cô Như nè, lỡ cỡ ông thầy ông đi rồi cho nên là không có nhà xa không có về đó. Thì người ta ở thì cứ một nhà, nói là nhà chứ thật sự nó nhỏ lắm, bề ngang nó khoảng chừng 2 thước rưỡi à, thì ở bên trong nó dài khoảng chừng 6 7 thước thôi. Chỉ có là ở phía sau là nó có cái nhà tắm mà kiểu như là lợp lá đó, rồi ở có cái cầu tiêu là rồi. Còn ở trong nhà đó thì đâu có bàn thờ bàn thiết gì các bạn, tại vì làm trọ vậy mà. Thì cái nền ở dưới á, cái nền ở dưới là cũng lót gạch tàu nghe, nhưng mà ở trên á là chỉ lá thôi, lá với cây tre này nọ đó.
Bước vào bên trong thì nó có một cái giường. Cái giường mà kêu là cái chõng chứ không phải cái giường các bạn, cái chõng tre đó. Nói chung là thô sơ lắm. Rồi ngủ là dân mùng. Đó. À, thì trong đó là nó chỉ có vậy thôi. Rồi có mấy cái quạt rồi mùng mền chiếu gối này nọ thôi. Rồi mình vô rồi mình đồ đạc của mình chắc ra. Thì coi như nó thôi cũng tạm ổn, không sao. Thì cô mới vô cô hỏi là một cái phòng, một cái nhà. À, cái phòng này, bảo gọi là cái phòng đi ha. Đó là kêu là cái nhà trọ với nhà. Thì cái ông Tiến này ông mới nói là cái dãy á là bên phải nó hết rồi. Còn cái dãy bên trái là ba phòng còn y nguyên, cô có ở hay không? Hồi nãy rõ ràng là cái người chỉ á, kêu là ở ở cái dãy bên 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 phải chứ đừng có ở cái dãy bên trái. Mà không có nói rõ là tại sao phải ở như vậy. Và bản thân cô Như thì cô không có suy nghĩ cái gì nhiều. Trong cái thời khắc đó thì cô chỉ nghĩ là mẹ mình đang mệt và đang cần một cái chỗ để nghỉ ngơi gấp. Thì bên đây đầy rồi, người ta ở đầy rồi thì mình qua bên kia. Đó thì bắt đầu cái ông Tiến này ông mới dắt qua bên kia thì trong lòng cô Như nghĩ là bên đây chắc là giống như là nó cũ. Nó không có đủ tiện nghi như là bên phải. Người ta mới chỉ như vậy. Cô Như cũng nghĩ vậy thôi. Thì đến phiên mà dắt qua bên ba cái phòng đó đó thì nó cũng y chang như bên đây thôi, không có gì khác hết trơn. Mà thậm chí đó nha, đồ đạc ở bên trong như cái chổng nó cũng mới hơn cái chổng bên đây nữa. Có một cái là nó hơi có bụi, khả năng là giống như là ít có ai ở bên đây. Thì thôi kệ đi, bây giờ thấy cũng y chang mà má mình lớn tuổi già cả nữa cũng cần cái sự yên tĩnh. Bên đó thì ở cặp sát nhau. Thì cũng như quyết định là tôi ở mà ba người ở chung một phòng. Thì cái ông Tiến này ông đồng ý. Cái cũng như mới suy nghĩ nói là thôi bây giờ á mình thì về tiền bạc thì mình có mà lỡ mai có người khác họ vô họ thuê nữa đó thì nhầm khi ban đêm ban hôm rồi người bệnh mà rồi sẽ này nọ rồi nói chuyện đồ ôm sòm mà má mình sẽ khó ngủ mà cái giấc ngủ của bà nó cực kỳ khó. Cái cũng như mới ra nói với ông Tiến đó đó, nói là bây giờ tôi thuê luôn hai hai cái phòng cặp bên, tại vì cổ vô cái phòng số 2 thì còn cái phòng số 1 chứ cái phòng số 3 đó, thì cổ mới nói là cổ vô cổ ở luôn, tính tiền cho cổ luôn, cổ ở tới nào cổ về thôi. Thì ông Tiến ông mới nói là ừ vậy được tùy cô thôi, thì nếu mà cô thuê ba phòng thì tôi ăn với cái giá rẻ một chút, nhưng mà tôi nói cô nghe như vậy. À, nếu mà cô thuê cả ba phòng á, cô có ngủ cả ba phòng không? Hay là chỉ một phòng để tôi biết tôi đem mền gói này nọ. Rồi cô Như mới nói là tôi ngủ một phòng mà. Rồi khi nào mà em tôi nó có mệt nó muốn qua bên kia nó ngủ thì nó ngủ, nhưng mà tóm lại là tôi mướn ba cái phòng này luôn. Ông Tiến cái ông mới nói ừ vậy thì có gì nè, nhà tôi nè, có gì thì cô kêu nghe. Thì cái câu mà có gì cô kêu trong lỗ tai của cô Như là chỉ đơn giản là ừ ông chủ nhà trọ thì nhằm khi có cái chuyện gì cần thì kêu ổng. Cô Như nghĩ như vậy thôi mà không biết là cái câu nói của ổng á là ổng nói trước lỡ như mà có cái chuyện tâm linh gì đó thì qua kêu lớn lên thì có mấy ông nhà trọ bên phải nè người ta tiếp nhau. Ông nghĩ như vậy nhưng mà ông này ông cũng kỳ ở chỗ là ông không có nói trước. Ông không có nói trước, ví dụ ông nói trước đi thì cô Như còn tính cách này cách khác được. Xong cái thống nhất với nhau rồi thì ông mới về. Ông về rồi cũng bình thường vậy thôi, thì cô Như thì thấy ở bước ra là gặp mấy người kia cũng chào hỏi. Mà cái lúc đó đó thì trời cũng đã sập chiều rồi. Mà cái nhà của ông chủ nhà trọ này là ông bán cơm luôn. Ông không có bán theo kiểu là ông bán vãng lai, là bởi vì ông bán là ông chỉ lựa những cái ngày mà ông nghĩ là đông khách đó. Đông khách tới để mà khám bệnh này nọ đó thì ông mới bày ra ông bán thôi. Còn bình thường là ông không có bày ra bán. Còn những người ở trong nhà trọ của ổng á thì ổng sẽ lên ổng hỏi ăn cơm hay không hay là đi ra ngoài chợ, thì từ đó ra tới ngoài chợ cách cũng đâu 2 cây số á thì mới có đồ ăn. Còn ở trong đây á thì nếu ăn thì ổng nấu, ổng với vợ con này nọ ổng nấu đem đem lên. Thì thường thường người ta ở chợ ổng là ăn cơm của ổng mà đó. Thì cũng như cổ mới thấy vậy cổ đi lên cổ đặt cơm, cổ đặt cơm mà lúc đó là khoảng 5 giờ rưỡi rồi.
Thì ông chủ ông Tiến này ông mới nói á là bây giờ mà cô đặt á, là nấu nướng này nọ xong là cũng 7 giờ. Tại vì mấy cái món của cô cũng như bà cụ bà bệnh đó các bạn, bà Năm bà bệnh đó, rồi bà ăn cái này không được cái kia không được, mà đồ đạc lúc đó thì đâu phải cái nào cũng có đâu. Có cái có cái không. Phải chạy ra chợ mua này nọ thì về này nọ cũng nấu được đó. Nhưng mà ông Tiến ông nói nếu mà tôi nấu á, thì tôi nấu được tôi tới nào mà xong á tôi sẽ kêu cô lại cô lấy. Tại vì giờ đó tôi còn nhiều công chuyện lắm, tôi không có bưng tới chỗ cho cô được. Thì cô Như nói không sao chú cứ làm đi. Thì nhân tiện đó cô Như mới lấy một ít đồ ăn theo kiểu giống như là bánh này bánh nọ đó. Thì cổ mới đem lên cho bà Năm ăn lót dạ, rồi nước uống này nọ thôi. Thì cô Như cô đâu có biết đâu. Đâu có biết là lý do không phải vì việc làm nhiều mà ông Tiến này, ông chủ này ông không đem tới chỗ được. Là vì ông sợ. Ông không có dám bưng đồ vô đó ban đêm. Ban ngày thì ông dám nha, còn ban đêm là ông không có dám. Mà ông không có nói rõ cô Như đâu có biết đâu. Cái cô Như mới trở về thì cũng là lấy cái quạt, quạt cho bà Năm. Rồi lấy một ít cháo trong của ông chủ đó đó, mua của ổng rồi cho bà Năm ban tạm. Thì bà Năm do mới đi đường xa bà mệt, rồi bà nằm chút xíu quạt quạt bà hồi bà ngủ. Cái cô Bích mới nói chị Như ơi thôi bây giờ chị cũng sắp 7 giờ rồi, bây giờ em quạt cho bác Năm cho, còn chị á thì chị lên chị coi coi đồ ăn nó xong chưa chị bưng xuống. Thì cô Như nói ờ được rồi con chị em giúp chị quạt cho bác Năm nha. Đó thì cô Như cổ đi ra, lúc này cổ đi ra thì cổ đi qua bên đó đó, cổ đi qua bên đó đó để mà coi cái đồ ăn nó xong chưa. Thì cổ có bước vào trong bếp. Ở trong bếp thì cái bà vợ đó với lại con cái của cái ông chủ đó đó nói là chưa xong, thấy là nấu chưa xong, ít nhất cũng phải là 30 phút nữa mới xong. Cô Như cổ mới đi ra chứ ở trong bếp hoài làm gì. Cổ đi ra ngoài đây cổ cũng buồn buồn, theo kiểu là cổ giờ mấy cái nhà trọ kia đó thì cũng người bệnh với nhau mà. Cái lúc mà cổ đi lại thì cổ dòm vô, lúc đó có một cái bà này thì bảo gọi là bà Sáu nha. Cái bà Sáu này á là bà đi bắt mạch trị bệnh cho con của bà chứ không phải là bà. Mà bà Sáu thì năm đó bà mới có khoảng chừng là 40 mấy tuổi ha. Đó thì cổ mới gặp cô Như, cổ mới ngoắc ngoắc vậy nè. Bà mới ngoắc ngoắc vậy nè, bà nói cô ơi cô. Đó. Thì cô Như cổ mới dừng lại, cô nói ủa dạ cái gì vậy cô? Cô vô đây tôi nói cô nghe này nè. Đó thì bà Sáu ngoắc cô Như bà nói vậy mà cái mặt của bà làm cho nghiêm túc lắm. Cô Như mới nói là ủa có gì không cô? Cô đưa má cô đi trị bệnh đó hả? Còn cái cô kia là em cô hả? Dạ đúng rồi, má con bệnh rồi, bệnh sao vậy cô? Đó thì hai người mới nói chuyện qua lại đâu cỡ chừng 10 phút à. Thì cái bà Sáu này kiểu như bà muốn nói mà bà không dám á các bạn. Kiểu như muốn nói cho cô Như biết mà không có dám nói. Thành thử ra bà khi mà bà muốn nói bà cứ sợ hoài à. Cứ ấp a ấp úng hoài mà nói nào ngay. Cô Như thì với bà Sáu này thì có quen biết gì đâu. Bà Sáu cũng xứ khác, cô Như cũng xứ khác. Mà cô Như thì kiểu đâu biết bà Sáu này bà đi vậy, bà đi với lại con bà hay bà còn đi với ai này nọ hay không. Rồi biết tâm tính của người ta làm sao. Thì nói chung á là phải có sự đề phòng. Cái điều đó là chắc chắn là cô Như còn trẻ mà. Rồi cô đi với mẹ cổ vậy, cô đâu có biết người ta tính tình sao này nọ đâu. Lỡ người ta lừa gạt hay là này nọ làm sao mà cổ biết. Cho nên là ít nhất cổ có sự đề phòng và cộng thêm bà Sáu lúc đó bà nói chuyện hơi ấp úng. Thì cô Như cổ mới không dám tin tưởng. Thì cổ mới tìm cớ để tách ra chứ không có đứng nói chuyện với cái bà này hoài. Trong thời điểm đó nó như vậy nha. Mà cổ cứ nhóm nhóm muốn đi thì bà Sáu bà cứ kiếm cách bà nói đợi để mà ngừng lại. Thì trong lúc mà hai người nói chuyện đó thì cũng có những người kia họ sinh hoạt bình thường à. Giống như mấy người kia cũng tới trọ mà như họ không biết các bạn. Họ cũng bình thường à. Cái bà Sáu bà nói nè, tôi á là tôi ở cái phòng cuối á, cái phòng số 7 đó. Lỡ như mà bệnh hoạn mà có cần cái gì á thì la lên mình tiếp với nhau.
mình là người đi lo cho người thân bệnh hoạn mà. À dạ, rồi con cảm ơn cô nha. Thôi cô ơi, bây giờ con phải lên, con coi coi đồ ăn xong chưa, con lấy cho má con ăn. Cô thông cảm nha, lúc khác mình nói chuyện con sợ má con đói, là cũng như cô đi liền. Thì ra là bà Sáu các bạn, bà không dám nói, cho nên bà nói kiểu là bà nói tránh. Thay vì bà nói là nó vậy nha, thì bà không dám nói, bà chỉ dám nói là người bệnh hoạn với nhau, có gì thì kêu tôi tiếp. Đó, cái cô Như này cổ mới đi lên trên đó, cổ ngồi cổ chờ, chứ cổ không muốn nói chuyện với bà Sáu. Tại lúc đó là cổ cảm nhận giống như là trong cái lòng của cổ á, thì cổ nghĩ là bà Sáu này giống như muốn dụ hoặc cái gì cổ đó, nên là cổ đề phòng, cổ không dám. Thì cổ mới lên trên đó, cái đồ ăn xong xuôi đâu đó rồi, nhưng mà nó giống như là cái mâm đi, thì ba món gồm có cơm canh rồi cá kho này nọ đó, thì toàn là những cái cá mà kêu bằng ta làm rút xương này nọ ra này nọ, gỡ xương ra giùm này nọ, cá lóc rồi đó, cho nên là lâu. Mà cái mâm đó đó thì bưng được có ba món ăn đó thôi, hai cơm canh với lại cá kho này nọ, còn chén bát đũa hay là cái đồ chấm đồ đó là kể như là không có bưng hết được. Thì cũng như cô mới nói là thôi bây giờ tôi bưng mâm này, ai bưng giùm tôi cái phần còn lại đi. Thì mấy cái ông gia đình này đâu có dám. Nói thôi cô bưng giùm, cô dán, cô giúp giùm đi, cô ơi thông cảm giùm đi, cô bưng rồi cô lão là cô bưng lần nữa. Cô Như cũng có cái hơi tức, nhưng mà thôi kệ đi, mình đi xứ xa mà. Thì cổ mới bưng đồ ăn lên. Thì cái lúc đó là nó cũng đã 7 giờ mấy rồi, mà trong đó là toàn người bệnh với người thân nuôi bệnh không à. Người ta cũng ngủ sớm. Mà hồi đó thì trong nhà của ông này đâu có đèn điện này gì đâu, để xài đèn dầu không à. Cái người ta mới để đèn dầu ở trong, người ta ngủ ghê này nọ, đóng cửa người ta ngủ. Để sáng sớm này nọ, khi thức khuya bị bệnh đâu có được. Và người ta cũng giữ trật tự này nọ, không ai nói chuyện ồn ào cả, thì mọi thứ nó yên lặng vậy. Cái cô Như á, cổ mới bưng đồ ăn, mà lúc này cổ đâu có đem theo cái đèn cái đuốc gì đâu các bạn. Nhưng mà cái đường trống mà chỉ có vài chục thước thôi là tới cái dãy nhà trọ của mình rồi. Cổ mới bưng, cổ bưng cổ đi như vậy á, đến khi mà khoảng chừng cổ ra tới giữa cái sân á, thì lúc này cổ thấy có hai người mới kêu cổ, nói là ê, bưng đồ ăn đi đâu vậy. Thì cổ mới quay lại cổ dòm thì cổ thấy là giống như là hai vợ chồng đang đứng vậy đó. Mà lạ một điều là cổ không có dòm được thấy cái mặt. Nhưng mà dẫu sao trời không có ánh sáng mà, thì mình dòm thấy mặt của người ta cũng bình thường thôi. Với lại người ta mặc đồ hơi tối, thì mình dòm giống như hai cái bóng đen đang đứng, mà rõ ràng đứng giống như kiểu hai vợ chồng. Và cái người hỏi á là cái người chồng. Thì cô Như cổ mới nói là tôi bưng đồ cho gia đình tôi ăn chứ có gì đâu. Thì cô Như cô trả lời như là cô khó chịu đó các bạn. Là bởi vì sao mới tự nhiên có liên quan gì, cũng quen biết gì hai người đâu, mà tự nhiên hai người lại hỏi bưng đồ ăn đi đâu, chuyện đó của tôi. Thì cô Như cô trả lời như vậy. Thì hai cái người đó cũng không có tức giận gì. Cái người vợ á mới nói là bưng vô á ăn thì nhớ cúng nha, cúng rồi hả ăn nha. Cô Như nó chuyện kỳ đáng rồi, cái cổ không thèm trả lời, cổ đi luôn. Thì hai vợ chồng vẫn đứng đó dòm theo. Quỷ thần ơi, ma đó các bạn, chứ phải người đâu. Mà cô Như lúc đó là cổ chỉ sợ là bà Năm bá đói thôi, và là em của mình đói thôi, chứ cổ không có suy nghĩ cái gì nhiều khác hết trơn á. Cho nên là cổ cứ bưng đồ ăn cổ đi vô. Cổ bưng cổ đem vô bên trong rồi đó, thì mở cái đèn dầu ra, thì trên đó nó cũng có cái bàn để ngồi ăn. Bàn thì cũng như bàn tre, bằng cây thôi. Đó thì cái dọn ra, thì cũng như cô nói với cô Bích á, cô nói là em cẩn thận cửa nha, mấy người lạ lạ là không có cho vô nha. Rồi em ngồi đây đi, chị ra ngoài chị bưng chén đũa này nọ với nước chấm, rồi vô rồi ăn. Chị đi đi. Thì cô cũng không có kể cho cô Bích nghe là có hai vợ chồng nó đứng vậy. Thì cổ đi ra, lúc cổ đi ra cổ không có thấy, cổ dòm mà cổ không có thấy. Rồi cổ đi đặng, cổ bưng đảo lại
cũng mi chang cái đoạn đó nữa. Thì cũng hai vợ chồng đâu bước ra, đi ra vậy đó. Giống như tự trong nó đi ra cái, cũng như của giật mình của dòm. Của dòm thì thấy giống hai chồng hồi nãy. Thì nó nói nữa, nó nói nhớ nghe, cúng kiến rồi hả, ăn nghe. Nó thầm trong bụng liền, cũng như thầm bụng liền, hai chồng quái đản trời. Chuyện mà mình là dân ở dưới quê nè, rồi mình ăn uống mình cúng kiến là cũng chuyện bình thường thôi, chuyện đó có gì đâu mà tự nhiên đứng đó nó nhắc nhở mình mà không quen biết chứ nói chuyện khơi khơi trời. Nó kệ, không quan tâm, không trả lời, đi. Đi vô rồi cô mới vô, cô cẩn thận cô đóng cái cửa lại. Thì nói chung là dù là nhà lá nhưng mà cái cửa nẻo đó ông làm cũng kỹ lắm. Cho nên là vô cũng an tâm. Cái vô cái sợ là bà Năm á, nhầm khi là bà lớn tuổi bà lo, cho nên là cũng như không có nói cho cô Bích nghe. Không có nói luôn, chỉ là ăn cơm này nọ thôi, chỉ dặn cô Bích là phải cẩn thận này nọ. Tại mình đi xứ xa thì cô Bích cô cũng cẩn thận dữ lắm các bạn. Cũng như cô an tâm về cái tính cô Bích lắm. Cái cơm nước xong hết trơn rồi, cái ngồi nói chuyện chút xíu vậy đó. Thì cho bà Năm mới đi ngủ, dân mùng cho bà ngủ. Cái hai chị em á mới nói là thôi bây giờ chị em mình ngủ chung bên đây đi. Bây giờ ở trong buồng á nó có một cái chõng, mình khiêng cái chõng nó ra ngoài đây, mình lấy mùng mình dân ngoài đây mình ngủ luôn, có nghĩa là ngủ song song. Đó. Thì cuối cùng cái mới khiêng ra. Rồi thì bà Năm á, bà mới ngủ chung với lại cô Như trong một mùng. Còn bước tới một bước hai bước là tới cái chõng của cô Bích rồi. Thì hai bên đều là vách, tại vì họ nằm ở phòng ở giữa mà. Cái ngủ đèn dặn lu lợi ngủ. Thì lúc như là đi đường xa này nọ cũng mệt mỏi, nằm xuống cái chút xíu ngủ à. Ngủ đang ngủ ngon lành vậy, cũng như là không biết gì chơi trời chăng đất lỡ gì hết trơn á. Cái cô Bích á, nửa đêm nửa hôm á, cổ mới là cổ mất tiểu. Thì cổ mới đi ra phía sau nhà. Cổ đi ra sau á, đi sẵn ra sau sau nó mở nó có cái cửa, mở cửa ra là liên thông là cái nhà vệ sinh á. Thì cổ mới vô trong đó cổ đi vệ sinh. Thì cái lúc đó cổ do là cổ mất tiểu với lại cổ dưới quê cổ quen á các bạn. Cổ cũng không cầm đèn ra. Đang ngủ thức dậy giật mình, thức dậy mất tiểu đứng dậy đi à, quen rồi. Không có cầm đèn. Rồi cái mới đi ra ngoài đó. Nó tối thui à, nhưng mà thật lọ mọ bước vô cũng được. Cái cổ mới đi, cổ đi tiểu, cổ đang đi tiểu ngoài đây nè. Cái cổ nghe cái tiếng là kiểu giống như là giỡn hết gì đó. Cổ mới nói thầm trong bụng, trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm mà mấy người đó đi nuôi bệnh mà cho gì đâu mà da giỡn hết cái gì không biết. Sùm hết trơn, không phiền người ta. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cổ cũng là thằng gái mà cũng nhỏ tuổi, mới có 19 tuổi hả? Thì đâu có dám mà la lối hay là cái này cái nọ. Cậu đi xong đi, cái cậu mới đi ra ngoài cái mùng á. Cậu chưa có bước vô mà chỉ có đi ra cái cửa trước, cậu dòm ra ngoài sân trống ngoài đó. Ngoài sân trống hai mấy thước đó. Rồi bên kia là cái dãy mà người ta ngủ bên kia. Cậu mới dòm, cậu thấy mấy cái bóng người giống như là đứng rồi có, rồi nhảy nhót có. Là tổng cộng đâu là 6-7 người vậy đó. Cậu mới dòm vậy, cậu thấy vậy đi. Cậu mới nói trời đất ơi, giờ này mà khuya lắc khuya lơ không đi ngủ mà mình giỡn hết. Mà mấy người này chắc không phải mấy người nuôi bệnh đâu. Chắc mấy người ở xóm này nọ gần gần đây thấy cái khoảng sân trống rồi tới giỡn này nọ. Mà ông chủ này ông cũng lạ đời nữa vậy, ông không la, ông để cho giỡn hết vậy. Thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà cửa nẻ mình đóng rồi xong rồi cô Bích cũng bước vô trong mùng cô nữa. Cái ngủ thì cái đêm đó sao mà nó yên, tới sáng. Tới sáng thì cái mới dắt bà Năm bà đi ra đi vòng, chứ để bà nằm ở trong cái phòng hoài nó tù túng. Cái bà đi vậy đó thì bà Sáu bà cũng dắt con bà ra này nọ, rồi bà đứng gần gần đó đó. Mà bản thân cô Như á thì cô nói với cô Bích trước đó rồi, là giống như cái bà đó bà nói chuyện bà ham uống bà này nọ, ta cũng nghi bà lắm nghe, ta sợ bà gạt lừa này nọ, mày đừng nói chuyện với bà nha. Thành ra là mấy người này là cố ý không có dòm bà Sáu. Bà Sáu thì bà cứ dòm hoài. Nhưng mà trong lòng bà Sáu thì bà nghĩ là tối đêm hôm ngủ không có chuyện gì thì chắc cũng yên tâm. Đôi khi là mấy đứa này nó nặng vía hay là cái mạng số nó cao, mấy cái dòng nó nhát không được đó. Thì bà Sáu bà nghĩ vậy đó. Mà bà dòm hoài mà không dòm bà thì thôi, bà cũng phải lo cho con cái bà chứ. Cái nói chuyện đi vòng một hồi á thì mới dắt bà Năm đi vô trong đó.
trong cái quán của cái ông chủ đó thì ông muốn bán nước rồi này nọ ngoài đó đó, dắt đi vô ngoài đó, dắt ra ngoài đó ăn uống xong cái dắt bà Năm về. À, về thì cái lúc mà bước vô trong trong vừa bước vô trong cái phòng á, bà Năm bà mới nói vậy nè, bà nói như sao mày con gái con lứa mà không nên nết vậy bay, tự nhiên cái bà la vậy đó. Cái cô Như cũng nói ủa sao má nói con vậy, con không có làm gì đâu. Mày nghe, con gái con lứa tao nói nghe, tao bệnh hoạn, nói thiệt với mày tao cũng không có sợ chết đó. Bây giờ nhà cửa của mình của cải nó cũng có, sau này tụi bay cũng có cái ăn đó, thì còn ba bay chỉ dạy bay, tao thì tao có lỡ bệnh hoạn có nhắm mắt á thì cũng đi theo ông bà thôi, và cả là tao cũng không có sợ chết gì. Còn cái á, hồi đó tới bây giờ tao rất là an tâm về mày, mà sao cỡ này á, mày con gái lớn lên mà mày cái tính tình kỳ đan dị hợm vậy, Như tự nhiên cái bà la nguyên một tràng vậy. Cô Như cô không biết lý do tại sao mình bị la nữa, con mới nói là ủa má, má nói gì con không hiểu vậy trơn vậy. Ờ bích bay đi ra ngoài bay mua giùm tao mấy cái bánh coi, tao lạc lạc miệng ăn mấy cái bánh đó vô được mày. Thì cô Bích có chạy có đi mua, là bà Năm nó cố ý để cho cô Bích đi mua. Bà nói á, bà nói hồi nãy giờ con Bích nó đi ở đằng sau nó gần gần tao không dám nói, bây giờ tao nói mày nè, con gái con lứa gì á sắp có chồng tới nơi rồi, ban đêm ban hôm mày ngủ mà cái nết của mày nó xấu quá trời xấu vậy. Ủa cái nết gì má? Mày ha, nói mày mày không chịu nghe ha, mày mày tính cãi má hả, mày nghĩ làm sao? Trời đất ơi, tao nè, tao má mày nè, tao ngủ chung với mày thì mày ngủ thì mày ngủ đi, thí dụ như mày ngủ mày đó vậy, mày có lăn lóc mà có chòi chiếc gì đâu mà sao mày tự nhiên đêm hôm á, trời đất ơi, mày ngủ mà mày cứ gịch gịch má hoài vậy con. Cái cô Như của nó ủa má, má con đâu có gịch gì đâu má đâu, tao nói là mày nghe luôn nè, nếu mà mày gịch 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 mày khều khều á tao còn đỡ đi, còn cái này á mày làm cái gì á, mày sợ mó lung tung vậy con, mày ngủ cái kiểu đó rồi mai mốt chồng con mày nó thấy cái nết của mày vậy nó coi mày ra cái gì. Ủa má ơi, má nói sao á, tối hôm con mệt lắm con ngủ một giấc một à. Trời đất ơi, ngủ giấc gì, ba hồi á mày nằm kế bên mà ba hồi á cái mày sờ sờ cái mặt tao đó, giờ mày sờ sờ cái tim của tao, tao mới tưởng đâu mày á là sợ tao bệnh hoạn rồi ban đêm ban hôm mày giờ tao có nóng sốt gì không, nhưng mà mày làm hoài tao mới nói với mày á à, được rồi má không có sao. Rồi một hồi mày lại nắm tay nắm chân tao mày gịch, con nhỏ này sao mà mày làm cái gì vậy, tao thật mày tao tức lắm, tại tao thấy con Bích nó ngủ bên kia mà giờ tao la tao rầy mày nửa đêm nửa hôm vậy, rồi sau này giờ nhầm khi nó vui miệng nó nói với ai má công ta cười mày, rồi sáng giờ tao muốn nói dữ lắm luôn mà tao dán tao kìm á đó. Thì cô Bích nó nói trời đất, cô Như cô nói trời đất ơi, má nói gì con không biết gì, thôi bây giờ nếu mà nói vậy thôi con ngủ con không làm vậy nữa. Thì cái cô Như á cổ mới nghĩ là má mình nhầm khi bệnh hoạn nè, rồi mệt người này nói, nhầm khi lúc đó bà ngủ mơ này nọ ngủ mớ rồi đó các bạn, mà bà tưởng đâu thiệt chứ mình ngủ em ru rồi đó, giờ có khi nào mình nhúng nhích mình cửa quậy gì đâu. Với lại má mình cũng bệnh cũng mệt, mình không nên cãi với má, giờ má cứ gồng lên má nói hoài hồi má mệt, thời gian chịu quan chút xíu không sao. Cái lúc đó thì cô Bích đó cậu cũng về, cái giờ này cũng trưa rồi thì thôi bà Năm mới nói tao nằm tao nghỉ nha, cái quạt cho bà hồi bà ngủ. Cô Bích cổ mới nói chị Như ơi, mấy đi ra ngoài chút xíu cho thoáng, mà bác Năm bác ngủ rồi. Vậy ra ngoài, cái ra bước ra ngoài cái cô Bích cổ nói như nè, nó chị Như hồi tối hôm thấy vậy đó, cậu mới kể là tối hôm có mấy người đứng giỡn ngoài đây nè. Thì cũng như cũng thấy lạ nữa, nó ủa sao ban đêm ban hôm mà người ta giỡn,
người ta giỡn hết gì mà sớm chồm gì qua chỗ này giỡn vậy mà ông chủ không la. Mà thôi kệ đi em ơi, nói chung cũng không ảnh hưởng nhiều tới mình. Người ta giỡn đang đâu la lối gì lớn đâu hả? À thì em nghe nó cũng nhỏ nhỏ hả? Rồi xong hai chị em nói chuyện vậy xong cũng chẳng có nói gì thêm cả. Cái cũng vô nằm rồi người thức người ngủ. Đến chiều cũng ra ngoài đó ăn cơm, bữa nay ăn cơm sớm rồi. Ăn xong cái đảo về là đâu cỡ 6 giờ là về tới cái phòng rồi. Đó thì cô Như cô cũng mua thêm ít bánh cô để sẵn vậy đó. Cái mới nói chuyện một hồi đến khoảng 7 giờ mấy rồi thôi đi ngủ. Rồi chia ra ngủ, cũng mình ngủ y chang như cái đêm trước vậy đó. Cái tối đêm đó mà cái kiểu của cô Bích này cô cũng quen hay sao á, mà cô đi vệ sinh đó các bạn, cô đi vệ sinh nữa, cũng tối cỡ giờ đó cô thức dậy cô đi vệ sinh. Cái cổ mới ra ngoài đó cô đi vệ sinh, cô đang đi vệ sinh ở trong vậy nè thì cô cảm nhận là giống như ở ngoài á là mấy người đang đi tới đi lùi đi xung quanh cái chỗ đi vệ sinh của cô á. Thì cô mới sợ, cô quảng hồn cô la làng lên, cô nói cô la lên vậy đó. Thì cô Như ở trong á cô mới nghe, cô giật mình cô thức dậy, cô nói ủa gì mà nó té gì mà nó la vậy đó. Cô mới lật đật cô chạy ra, cô chạy ra thì cái cô Bích này nè cổ chị ơi sùm vậy đó. Chị nè Bích ơi, gì vậy Bích? Bích ơi, gì vậy Bích? Ai ở ngoài mà đi tùm lum hết trơn, gái lứa người ta đi vệ sinh mà làm gì đi lộn lộn mà kìa. Thì cô Bích cô sợ giống như người ta có ý đồ xấu á. Cũng như cô mới dòm ra thì cổ cũng thấy nha, cũng thấy, nhưng mà cổ thấy là không phải đứng sát vô cái chỗ mà cô Như có đi vệ sinh, mà xa xa ra ngoài đó đó cỡ chừng vài chục thước á, giống như là mấy người này là bỏ đi ra ngoài đường á, đâu cái bóng là cũng là 3-4 người. Cô Như có thấy vậy, cô nói đi em đi xong chưa, đi vô nhà lẽ Bích ơi. Cái cô Bích đó cũng đi xong rồi, cô mới đi vô. Cô đi vô mà ái âm một chỗ đó, đáng lý ra cái khoảng cách có chặng 10-20 thước như vậy đó, dù cho mấy người kia ngủ chứ, còn cô Bích đây cổ la lớn vậy thế nào mấy người kia cũng nghe, mà sao không ai nghe chứ các bạn, nó che hết trơn rồi, mấy người kia không là người nào nghe chứ, la lớn vậy mà không người nào nghe chứ. Cái hai chị em mới đi vô, mà lúc đó là cô Bích cô sợ, cô nói trời chỗ này sao mà thấy ghê quá chị Như ơi, cái gì mà nó rình mò ghê quá. Mà mày cũng vậy nữa, mai mốt mày có đi vệ sinh mày nói tao thức dậy, mày khều khều tao thức dậy rồi, tao với mày đi. Hai chị em xù xì cái bà Năm bá cửa quậy người á, bà mới nói là cái gì vậy mấy đứa, thì sợ mắc chất ngủ của bà Năm. Dạ không có gì má ơi, con với con Bích đi vệ sinh. Thôi ngủ đi, vô ngủ đi. Cái cô Bích cô vô cô ngủ. Thì cô Như cũng vô cũng nằm mà cũng cứ sợ hoài. Cô nói là cô Như cứ nghe chứ không phải cô Bích là sợ không nói rồi. Cô Như cái này là cũng sợ luôn. Cô nói cái kiểu mà con Bích nó đi vệ sinh vậy mà mấy người ở đây mà dình mò gì kỳ vậy, thì có cái đồ xấu mới dình mò kiểu đó. Thôi mình phải coi là sáng mình đi ra mình hỏi còn cái nhà trọ nào khác không, chứ chỗ này thấy kỳ quá. Thì cô suy nghĩ trong đầu như vậy đó. Thì cô nằm cô đang ngủ vậy, cô ngủ nó có giác cô ngủ được rồi nghe, cô ngủ được rồi tự nhiên cái cổ bị đau là giống như ai tát mình vậy đó. Cổ mới giật mình thì bà Năm bà nói con quỷ này, tao nói mày hoài mà sao mà mày dậy hoài vậy. Như giống như bà Năm bà tức rồi bà thở mệt hổn hển vậy đó. Cái cô Bích cô hay cái ngồi dậy rồi đốt đèn lên, có gì vậy gì vậy. Thì bà Năm bà thở hổn hển, bà nói con này nè đáng lý tao không muốn la mày, nhưng Bích nó nghe mà bây giờ tao chửi mày luôn nè, mày làm cái gì vậy, đầu cổ của má mà mày làm gì vậy. Thì lúc này hai chị em mới dòm lại thì thấy cái đầu của bà Năm á giống như tóc nó bị như bà lớn tuổi các bạn, thì bà bệnh hoạn này nọ nè, giờ mấy bữa nay đi đâu có tắm gội đâu có chải trước gì đâu, thì bà cột vậy nè, cái nó rối, nhưng mà nó rối bình thường lắm chứ sao mà sao tự nhiên bây giờ nó rối kỳ lắm, giống như là quặn ngoèo quặn vậy nè. Mày làm gì đầu cổ đó để thờ ông bà, mà mày nghĩ gì sao á, đầu cổ của má bận đêm bận hôm mày ngủ đi, mày dò đầu bứt tóc của má gì vậy, mày khùng hả. Bà Năm thì nào giờ cái tính của bà đương nhiên là bà rất là thương con, thương gia đình, con cái á là về ông bà này nọ nè, lễ nghĩa lễ phép này nọ, thì kể như là bà Năm rất là khó,
Và nhất là đầu cổ là bà không cho nghe, con cháu không được giỡn trên đầu trên cổ của ông bà nghe. Bà đại kỵ cái đó. Bởi vì nửa đêm nửa hôm bà mệt mệt bà vẫn chửi. Bà tức bà vẫn chửi. Rồi cái bà còn nói nữa đó, bà nói: "Trời đất ơi, hết nắm cái giò tao gịch." Rồi tao mới la, tao kêu: "Rồi ngủ đi. Rồi bây giờ tới đầu cổ của tao mày làm cái gì vậy? Tao còn bỏ nghe, đầu cổ của tao mà mày làm vậy là nó tức cái bà thở như đó thì cô Như với cô Quýt nè, cô mới sợ. Sợ là bà nhâm khí bà bệnh gì đó mà bà phát lên giờ này rồi ai cứu. Sao kịp? Giờ nhà má ơi, má bình tĩnh, má ơi, con xin lỗi má, con xin lỗi má, chỉ biết xin lỗi thôi. Mặc dù không có làm đó, không có cái gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên lúc đó là cô Như cũng thấy kỳ kỳ rồi nghe, cô ớn lạnh người rồi. Cái hồi sau cũng dỗ được, mà lúc đó là bà Năm không có ngủ nữa rồi, bà tức mình cũng không ngủ mới được. Cái tới sáng bà ăn xong cái bà buồn ngủ. Nói chung là bà ngủ được là cũng như mừng lắm. Mà lúc đó dậy là đâu, lúc mà sùm á, là bà la bà dày đó, là lúc đó cũng 2 giờ mấy rồi. Cái giờ bà thức tới sáng, thôi dán đưa cho bà ăn xong cái bà mới là đi vô trong bà nằm bà ngủ. Thì cô Như mới nói là: Bích, em coi bác một chút nha, chị chạy qua bên kia coi là ngày nay là cũng đầu ngày thứ ba rồi, không biết ông thầy em về chưa." Cái qua bển thì gia đình nói là chưa có về, mà chắc là mai 21 về về rồi, họ dán chờ bữa nữa đi. Thì cô Như có nghe nói vậy rồi thì cũng chạy về, các bạn cũng về coi là cũng báo cho hay là ngày mai vậy. Cái cậu về thì cậu về lúc này bà Sáu á, bà cũng đang từ ở trong cái quán á, bà bưng đồ ăn về cho con bà mới gặp cô Như. Rồi ban ngày thì dòm kỹ, ban lúc này mới dòm kỹ nè, thì mới thấy cái mặt của bà Sáu phúc hậu lắm. Bà mới nói: Cô đi hỏi coi thầy về chưa đó hả?" "Dạ, con hỏi coi thầy về chưa mà nghe nói đâu mai mốt về mới về cô ơi." Thì nói xong cô Như cũng như cũ, cô muốn đi. Thì bà Sáu này bà mới nói: Cô, tôi không có ý gì xấu với cô đâu, nhưng mà tôi nói cô nghe nè, cô đợi tôi chút xíu đi, tôi bưng cơm vô cho con tôi nó ăn, rồi tôi có cái chuyện này tôi nói liên quan tới cô á." Cô Như cũng mới thấy là dẫu sao cũng ban ngày ban mặt rồi, cái mặt bà này bà cũng phúc hậu quá chứ đâu có ý giống như là hại mình hay này nọ đâu, hay là có ý đồ xấu gì với mình đâu. Chứ nếu như bà có ý đồ xấu thì chắc là bà cũng đâu cần phải nói năng này nọ gì nhiều. Mà không biết nó liên quan tới mình, cũng biết có liên quan tới mấy cái người bữa đó rình cũng Bích hay không. Thì nói chung một phần cũng xuất phát từ cái sự tò mò và lo lắng. Cho nên là cũng như nghĩ là ở ban ngày là người ta cũng đi qua đi lại ăn uống giặt diều vậy đó. Rồi ông chủ cũng đi tới đi lui cũng đem cơm, tại ông đem cơm tới chỗ được mà. Ban ngày cũng đem được mà. Thì thôi cũng đâu có, nếu mà bà muốn nói gì thì bà để cho bà nói thử coi sao. Cái mới đứng đợi. Bà sao bà đem cơm vô cho con mới ăn mới đi ra. Bà mới kéo cũng như đi ra huốt cái chỗ mà cái ông chủ ông nấu cơm nấu nước này nọ đó. Để tại từ cái chỗ mấy cái dãy trọ này đi ra là cũng cỡ là 30 thước rồi tới cái chỗ của nhà ổng. Nhà ổng thì cái sân nhà ổng bày ra ông nấu nước đó. Thì bà đi huốt chỗ đó. Thì bà Sáu mới nói vậy nè: "Tôi nói cô nghe, bữa đầu á là tôi muốn nói với cô rồi, nhưng mà do tôi sợ con cái á, tôi cầm lòng không được, tôi phải nói cho cô nghe, chứ lỡ mà nó có xảy cái ra cái gì á, tôi lại áy náy trong lòng. Có gì thì cô cứ nói rõ đi, cô có bấm mở như vậy thì làm con lo con sợ thêm thôi, chứ đâu có được gì đâu." Tôi nói cô như vậy, tôi á là không phải lần đầu tiên tôi tới chỗ này. Tôi tới chỗ này á là cũng lần này lần thứ 6 rồi. Con tôi uống thuốc của ông thầy này nó giảm thì cứ dán đeo theo đặng cho nó hết luôn. Vì vậy mà nhà tôi ở xa lắm, mỗi lần tới là tôi đều thuê cái nhà trọ trong đây. Thì do là có nhiều lần tới cho nên cô biết làm sao á mà cái dãy trọ bên đó người ta không có thuê không. Ủa sao vậy cô? Cái dãy trọ bên đó nó có mà không phải là một dông đâu, nhiều dông lắm. Cái lúc trước đó, tôi cũng có qua bên đó tôi ở một lần, đó là cái lần thứ hai tôi lên á. Lần thứ nhất tôi ở bên đây, lần thứ hai lên tôi ở bên đó, do là không có còn phòng tôi ở đến khuya vậy á nghe, là nó đuổi tôi đi. Thì mấy cái dông này á, có cái dông á
là nó con người á là nó đuổi đi, con người nó lại nhập nó hành người ta, rồi con người á mà yếu yếu đôi khi nó giặt chết á, bởi vậy người ta không có dám ở bên đó. Trong 6 lần ở đây là tôi hỏi thăm người ta cũng nhiều, bà con ở đây người ta cũng ngại, người ta không có dám nói. Ông chủ nhà trọ này thì đương nhiên đâu có dám nói, ông nói ông cũng sợ là người ta không có thuê. Mà ở đây là giống như là truyền tay với nhau, bệnh nhân với nhau, người ta truyền tay với nhau á, là đâu có ai dám bước bên đó. Ở bên đây thì không có sao, lạ điều vậy đó, ở bên đây cũng cách đó có 20-30 thước à, mà lại không có sao. Còn ở bên đó đó thì hay bị nhát, bị này bị nọ dữ lắm, nhiều người bị lắm. Thì bà Sáu này bà mới kể là trong số những người mà khi bà đi á, có người người ta bị cái này, người bị cái kia, người ta kể cho người bà nghe nhiều lắm. Nhưng mà cũng như nói là đại loại là nó nhát, rồi mà có những người mà nhầm khi mà quá yếu này nọ, nhầm khi cũng do bệnh hoạn không chừng, rồi cái vô đó rồi cái mắc trong đó, giống như là đợi chưa có tới lượt khám bệnh này nọ, hay hoặc là bệnh nặng quá rồi rồi không có cứu được á, kiểu vậy á. Cái bà Sáu bà kể nhiều lắm, mà cũng như nói là đại khái nó vậy đó. Có khi có người bị nhập nữa, mà lạ một điều là ở bên cái dãy bên đây là không có sao. Thì cũng như có sực nhớ là cái bữa mình hỏi chỗ đó, để mình đi tới đây nè, mình thuê nhà trọ nè, thì cũng có cái người nhắc mình là ở bên cái dãy bên phải, là ở dãy bên 4 phòng nè, chứ đừng ở bên dãy 3 phòng. Ủa vậy thiệt hả cô? Ừ, bữa đó tôi tính nói với cô, nhưng mà lúc trước á, có mấy cái người nói á, mặc dù ở cái dãy phòng bên đây nha, nhưng mà khi họ nói đó là bị đó cô, bị này bị nọ đó, cho nên là họ sợ không dám nói. Bữa đó tôi cũng sợ, tôi không dám nói với cô, nhưng mà tôi thấy có mình gia đình cô hai cô gái mà nuôi bà cụ, thấy cô cũng hiếu thảo quá, tôi thấy tôi thương. Rồi cái ban đêm ban hôm nhiều khi tôi ngủ không được á, tôi mới dòm qua bên đó. Trời ơi, tôi thấy đâu cả 6-7 cái vong á, nó đứng xung quanh, nó đứng cái nhà, nó giỡn hớt này nọ tùm lum hết trơn á, mà nó đứng cặp vô cái nhà cô á. Rồi đêm trước tôi có thấy á, là nó đâu, nó đứng ở ngoài ở phía sau cái nhà vệ sinh á. Lúc đó đâu cũng cỡ là 2 giờ hơn á, tôi dòm cái đồng hồ nè, đâu có 2 giờ hơn á. Thì bà Sáu mới nói tới đây là cũng như cô xanh mặt mày liền, là bởi vì sao? Bởi vì cô Bích hồi tối hôm cũng bị ngay cái kiểu là cổ đi ra đó, mà lúc đó là đâu có ai biết đâu, có hai chị em mà, là cũng tầm giờ đó. Thì bà Sáu bà thấy vậy, bà nói tôi nó không nói cho cô á thì tôi sợ. Hồi lúc trước giờ tôi chỉ nghe nói là bị này bị đuổi ra, rồi bị khiêng xuống giường, rồi bị nhát rồi nọ thôi, rồi nó nhập, chứ kiểu mà nó bu, nó đứng, nó rình dập cái kiểu đó là tôi chưa có thấy. Cho nên tôi sợ, tôi không nói với cô, lỡ cô bị cái gì á tôi lại ái náy. Thôi bây giờ tôi nói với cô rồi, nói thiệt lòng với cô á, là hồi sớm á là tôi có qua bên nhà của ông thầy thuốc, thì mấy cái thang thuốc á mà người nhà có nhớ, do là tôi đi nhiều lần rồi cho nên là người nhà có nhớ và nói là thôi bê có thuốc nè. Rồi tôi thấy thì thôi, con tôi nó cũng khỏe, tại vì tới kỳ thì tôi lên tôi hút thuốc thôi, nhưng mà tại tôi kỹ tính, tôi muốn cho con tôi được thầy bắt mạch rồi tôi mới về cho nó chắc ăn. Nhưng mà con tôi nó cũng khỏe chứ, nó không có, nó đỡ nhiều lắm rồi, con cái là tôi kỹ thôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tình trạng cô như vậy đó, thôi bây giờ tôi nói với cô như vậy, thang thuốc thì gia đình cũng quen biết, cũng biết mặt tôi, cho nên là cũng hốt thuốc được cho con tôi. Rồi tôi lấy thuốc tôi về, nó ăn cơm xong là một chút xíu tôi về à. Bởi vậy tôi mới dám nói với cô, chứ mà nếu mà tôi còn ở tôi cũng sợ, tôi không dám nói đâu cô ơi. Thì nói xong cái bà đi vô, giống như bà sợ bà không dám ở lâu quá các bạn, bà đi ngay vô. Bà cùng với con của bà, con bà ăn cơm xong rồi là bà đi về liền. Bà đứng bên đây nghe bà chào thôi, chứ bà không dám đi qua. Thì cũng như cũng nghe vậy đi. Thì hồi nãy bà Sáu bà cũng có nói, bây giờ tôi về nè, cô coi cô qua cô thuê bên đây đi. Cô qua cô thuê bên đây đi. Dạ. Đó. Thì lúc đó bà mới về, bà Sáu mới về. Thì cũng như cô lập tức cô chạy là cái chỗ cái ông Tiến đó đó, để nói cô thuê cái phòng đó, đổi qua phòng bên đây. Thì cái ông chủ này ông nói cô trước cô thuê 3 phòng, giờ cô đổi qua đây có phòng rồi, sao cô?
Thì cô Tiến cô Như cô mới nói với cái ông Tiến đó đó, cô mới nói là thì thôi bây giờ tôi ở một phòng mà, thì bây giờ tôi ở ba người thôi, tôi trả ông gấp đôi đó, tôi ở bên đây tôi không ở bên đó nữa. Thì ông này nó ừ vậy thì thôi, nữa giờ này còn sớm, tôi dọn dẹp cho cô. Nó thì ổng mới qua ổng dọn dẹp đồ này nọ, ổng dọn dẹp đồ mà tôi nói trời đất quỷ thần ở cái số các bạn. Trong cái lúc mà đồ á, thì của cái cô Bích này nè, cổ hay kỹ tính, mà cổ tính cổ là hay quên đó, thì tiền bà cổ đem theo đó, cổ mới nhét vô cái kẻ chỗ cô ngủ á, kẻ mà chết lá đó cổ nhét đó đó. Cái ông này ổng dọn dẹp, dọn dẹp xong rồi ăn cơm chiều này nọ xong hết trơn rồi, đâu đến tối cũng sắp sửa đi ngủ rồi, cái cô Bích cổ mới sực cổ nhớ, chết chị ơi, em nhét tiền mà ông chủ đó ổng có kêu ổng rồi con cháu ông vô dọn, không biết cô thấy tiền của em không, thôi em mới bảo em kiếm mới được. Thì cô Như á lúc đó cũng mới nói trời ơi nhỏ này hớ hên quá, thôi để sáng kiếm, không được chị ơi, em đem theo cũng nhiều lắm á, lỡ mắt uổng. Thì hôm nay giờ bỏ đi giùm mình. Cái cô Như á cũng mới đi chung với cô Bích, hai chị em mới đi qua bên đó định là lấy tiền. Rồi đi ngược lại liền, cầm theo cái đèn dầu. Mới cầm ra đi nửa đường, cái đèn dầu nó tắt. Cái cô Như cô giật mình, đảo lại mày ơi. Thôi, chị đảo lại, em đi vô mình. Trời, Bích. Thì vừa nói chị Bích chị chạy vô, chị sợ giống như chị sợ mất tiền á. Cô Bích chị sợ mất tiền, cô chạy vô. Thì cô Như á, cô tính là đảo lại đốt đèn, nhưng mà thôi không lẽ bỏ ra đi mình. Rồi con dán đi theo. Thì mới chạy theo, đợi tao Bích. Chạy theo, cầm cái đèn dầu đang tắt chạy theo vậy đó, chạy lại vào trong cái phòng á, là do là ông chủ á ổng không có làm, thí dụ có khách vô ổng mới đưa ổ khóa, còn bình thường ở đây đâu có chợ ăn cắp gì đâu, ổng đâu có ổ khóa khiết gì, ổng cuộn cái dây không à. Cái mới bước vô, mới đứng vô cái cửa nhà chuẩn bị bước vô hai chị em, thì dòm vô bên trong á, trời đất cô, nó hiện hồn vậy, nó ngồi đóng trong các bạn, nhưng mà nó tức á, trời ơi nó xỏ nguyên cái tóc nó bung vậy nè, nó bung ra hai bên vậy nè, mặc nguyên bộ đồ trắng mà thấy một dông màu vàng nha, đứng dòm hai chị em thấy hết trơn. Trời đất ơi, hai chị em la làng quăng đồ chạy về, mặt mày xanh lét hết trơn. Tao nói nguyên cái dãy nhà trọ chỗ đó mấy cái người phòng khác họ cũng qua họ tiếp nha, họ cái gì vậy mà họ không dám nói nhiều về cái vấn đề đó. Họ nói ờ đúng rồi, bên đó nó có cái dòng, thôi giờ đừng nói gì nữa, chừng đừng ai nó bậy nó bạ chứ nha, ngủ giống như ta sợ các bạn. Là vô trong phòng, đêm đó là cứ như cô Như với cái cô Bích á, là hai chị em ngủ chung với ba năm luôn. Mai phước là sáng ra không có gì xảy ra việc gì hết trơn. Rồi qua bển hỏi là ông thầy ông về rồi. Qua bển bắt mạch hút thuốc nam. Thì nói sau đó đó các bạn là về liền, cô Bích với cô Như không có dám ở. Thì ông thầy em cho thuốc về uống rồi đó, bà năm á các bạn, giống như may mắn là cơ địa bà cũng tốt. Bà phù hợp với cái thuốc nam đó, cho nên là bà cứ kéo dài bà uống như vậy là bà sống đâu cũng được 7 năm sau bà mới mắc. Rồi thì đó là kết thúc câu chuyện, cũng như cô nói là một lần đó cô đi là cô nhớ tinh tặng bây giờ luôn, mấy cái chi tiết đó cô không quên được. Mà bà cổ nói là bà sáu đó bà cỡ nhiều lắm, nhưng mà do là lúc đó cổ quýnh cổ sợ, lúc đó là cổ chỉ nhớ mấy cái ý chính thôi. Rồi thì câu chuyện của cô Như cũng đã kết thúc buổi câu chuyện hôm nay. Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.